Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội quý 1 năm 2021. Nhiều hoạt động hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. 18 tháng tù giam cho hành vi phá rừng trái phép. Gia tăng tình trạng khai báo mất việc. Ô nhiễm từ bãi rác Phú Hội bao giờ xử lý? Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 2 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc, đánh giá công tác tổ chức xây dựng đảng quý 1 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy. Trong quý 1 năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai toàn diện đồng bộ công tác tổ chức xây dựng đảng, phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Hội nghị đã dành thời gian để nghe các ý kiến đóng góp của các đại diện, ban tổ chức các tỉnh, thành phố trong cả nước về những tồn tại hạn chế, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng quý 2 năm 2021. Trong đó chú trọng đến công tác tham mưu và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động xây dựng và triển khai tốt kế hoạch thông tin tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, phát huy trách nhiệm nêu gương, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển đảng trong các thành phần kinh tế, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng. Chiều nay, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương tại các điểm cầu trong tỉnh. Theo báo cáo, dù phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt trong các hoạt động, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Vì vậy, các chỉ tiêu tăng trưởng dù không cao, nhưng cơ bản vẫn đảm bảo kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước tăng 4,8%, ngành nông lâm thủy tăng 4,4%, công nghiệp xây dựng tăng 6,1%, dịch vụ tăng gần 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 155 triệu đô la, tăng 8,22%, đầu tư xã hội hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 7,7%, thu ngân sách đến ngày 31 tháng 3 đạt hơn 3.271 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán địa phương, tăng 72,7%, trong đó thu từ thuế phí lệ phí 1.900 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 5.800 lao động được giải quyết việc làm, với 1.830 lao động có việc làm mới và hơn 100 lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Về đầu tư công, dự kiến đến ngày 31 tháng 3 đã giải ngân được hơn 500 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư năm 2021 là 3.350 tỷ đồng, đạt khoảng 15% kế hoạch. Một trong những điểm sáng của quý I vừa qua, dù gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh, nhưng Lâm Đồng vẫn có hơn 310 doanh nghiệp thành lập mới và 7 dự án được chấp thuận đầu tư.
Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của nền kinh tế địa phương, gắn với giải quyết tốt việc làm cho lao động. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm cũng được đảm bảo. Đặc biệt, trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy nhanh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ để sớm triển khai dự án tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường với các giải pháp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh. Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý 1, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, nhất là ngành du lịch. Dù có nhiều giải pháp, tuy nhiên 3 tháng qua chỉ thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 25% so với cùng kỳ. Vi phạm luật lâm nghiệp tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, lâm sản và diện tích thiệt hại. Nhiều địa bàn trở thành điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Công tác quản lý trật tự xây dựng trái phép trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Một số công trình, dự án chậm triển khai. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông diễn ra khó lường. Trong quý 1, tăng cả 3 tiêu chí. Cụ thể, tăng 14 vụ, tăng 11 người chết, chiếm hơn 73% và tăng 25% số người bị thương. Hội nghị đã nghe các ngành, địa phương phát biểu, đánh giá tình hình kết quả đạt được, cũng như khó khăn, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong quý 2, đặc biệt là những ngành mũi nhọn liên quan đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế xã hội quý 1 vừa qua, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định những con số tăng trưởng đã phản ánh đúng với tình hình của địa phương. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta tự mãn. Kết quả này chỉ là những con số khởi đầu trong một năm, bởi phía trước vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra. Ngoài chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục các giải pháp thúc đẩy các chỉ tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung triển khai các dự án trọng điểm. Liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ rõ những hạn chế, trong đó có liên quan đến vai trò, trách nhiệm của chính quyền một số địa phương và đơn vị chủ rừng cần phải được kiểm điểm xử lý. Là cái tình hình vi phạm luật, lâm luật là như vậy là nó tăng cao. Thưa các anh chị, là mà trung bình cứ như vậy là một ngày thì chúng ta có 1,3 vụ. Từ đầu năm tới giờ có một quý thôi. Thì như vậy là chứ thưa các anh chị là chúng ta có 118 vụ. Lâm sản thiệt hại là 850 khối. Diện tích thiệt hại như vậy là chúng ta khoảng chừng 8,5 hecta, tức là 80.000 mét vuông. Và đã xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất có lẽ là trong tuần tới thì sẽ đình chỉ một số đồng chí là trưởng ban quản lý bảo vệ rừng, một số đồng chí là chủ tịch xã và tiến hành phê bình một số các đồng chí chủ tịch huyện. Thì việc này phải làm thôi. Lâu nay chúng ta chưa hề tác động tới con người. Cái việc này nó rất đau đớn, nó rất đắng cay, nhưng mà thưa các đồng chí, không làm thì không ai chịu trách nhiệm cả. Riêng ở Liên Đam Rông thì thưa các đồng chí là chúng ta có 18 vụ, thì riêng Đạ Cà Nàng thì 7 vụ, Phi Liên là 13 vụ, thì có lẽ là trách nhiệm của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân xã Phi Liên. Và đương nhiên là cấp ủy đồng chí bí thư đảng ủy xã đó cũng không thể thoát ly cái việc này đấy. Đấy, ví dụ vậy. Ban quản lý bảo vệ rừng Lâm Hà thì như vậy là chúng ta có 8 vụ. Ban quản lý rừng Lâm Viên thì chúng ta cũng có 8 vụ. Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà là 6 vụ. Rồi một số các cái địa phương khác. Thì có lẽ là chúng ta phải xử lý. Chứ còn không, thưa các đồng chí, là rừng tiếp tục bị xâm hại. Chỉ thị 30 của tỉnh ủy không được tôn trọng. Chỉ đạo của Thủ tướng như vậy là chưa đi vào đời sống. Và mọi người chúng ta thấy là đều như nhau cả, là không được. Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, thời gian gần đây, vấn đề này đang thật sự nóng. Nhiều địa bàn công tác quản lý chưa chặt chẽ, việc phát hiện chưa kịp thời, do đó sắp tới phải cương quyết xử lý dứt điểm vấn đề này. Là vi phạm trật tự xây dựng xây nhà không phép, tự phân lô bán nền diễn biến cực kỳ phức tạp, và một số chính quyền ở một vài địa phương là chưa là thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình. Sắp tới thì như vậy là Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ kiểm tra về cái việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai ở 3 tỉnh, trong đó có Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng thì sẽ làm ở 4 nơi. Một là Đà Lạt, hai là Bảo Lộc, ba là Lâm Hà và bốn là Bảo Lâm. Thì đề nghị các anh chị thôi chuẩn bị toàn bộ, và tôi có văn bản chỉ đạo là tạo điều kiện tốt nhất để đoàn
kiểm tra của bộ hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải là chúng ta là theo cái kiểu là giấu những cái khuyết điểm hạn chế của mình. Và cũng là cơ hội, điều kiện và cũng là một cái bài học rút ra để thời gian tới công tác chỉ đạo của chúng ta tốt hơn, đặc biệt là quản lý đất đai. Chính quyền chúng ta nắm trong tay mà tại sao là xây nhà không phép? Thưa các đồng chí, không phải là chúng ta khuyến khích, nhưng mà xây nhà sai phép thì như vậy là đã khó chấp nhận rồi. Đây không phép mà là một cái sự thách thức công khai đối với chính quyền. Thì vai trò của chính quyền ở đâu? Cái lãnh đạo của đảng ở đâu? Rồi các cái cơ quan tư pháp của chúng ta ở đâu? Cơ quan nội chính của chúng ta ở đâu? Vai trò của địa phương, vườn xã ở đâu? Hay là có cái sự thỏa thuận tiếp tay bao che? Hồ Thủy Lợi là cũng lắp luôn để làm nhà. Tôi cho rằng đã bắt đầu xuất hiện là cái hiện tượng là thách thức chính quyền. Thì việc này không thể chấp nhận được. Một trong những vấn đề được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ trong tổng thể chung của mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, các ngành, địa phương cần bám sát các nghị quyết của đảng, phải hành động quyết liệt, tập trung thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ và chỉ tiêu chung của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, quyết liệt tháo gỡ khó khăn hoạt động cho các doanh nghiệp, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, đặc biệt từ nay trở đi, việc cấp phép khai thác khoáng sản sẽ được làm chặt chẽ hơn, tiếp tục giải pháp thu ngân sách để nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt trong xây dựng cơ bản, tuyệt đối sắp tới tránh tình trạng việc đầu tư một công trình mà tiền đền bù vượt xa tiền xây lắp. Đồng thời yêu cầu các ngành liên quan tổ chức kiểm tra toàn diện các công trình nào việc đền bù quá lớn, không vận động được nhân dân hiến đất cùng với nhà nước xây dựng thì kiên quyết rút vốn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm các lĩnh vực do cơ quan, địa phương quản lý, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, triển khai tốt các giải pháp chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 12 cuối năm nay. Sáng ngày 2 tháng 4, khối thi đua các cơ quan đảng của tỉnh ủy đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và ông Phạm Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua kế hoạch thi đua năm 2021 với 6 nội dung trọng tâm như triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và nghị quyết về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ủy Lâm Đồng theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu theo chương trình công tác của tỉnh ủy, trọng tâm là tham mưu chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết 13 của đảng, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đặc biệt hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo dự kiến, hoạt động này sẽ diễn ra vào giai đoạn 1. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cơ quan đơn vị trong khối đã trao đổi thảo luận, đồng thời thống nhất mục tiêu đề ra để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm khối trưởng khối thi đua và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm khối phó. Nhiều hoạt động hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành chức năng Lâm Đồng thực hiện nhiều giải pháp quan trọng giúp tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa việc gian lận trong đào tạo, sát hạch bằng lái là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hôm qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 200 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung về luật tổ chức chính quyền địa phương, luật tổ chức quốc hội, luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, thông tin về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử. Việc tổ chức tuyên truyền luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp giúp người dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của nhà nước và luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, bầu những người tiêu biểu có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ngày 2 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cho nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự chương trình tập huấn có 120 nữ học viên là đại biểu chuẩn bị ứng cử Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian một ngày, các học viên tập trung nghiên cứu trao đổi các nội dung như giới thiệu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri, quy trình ứng cử, các bước xây dựng chương trình và kỹ năng trình bày chương trình hành động, kỹ năng về quy trình bầu cử, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử, kỹ năng giám sát bầu cử, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội tham gia hiệu quả vào công tác ứng cử, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn và tỷ lệ nữ ứng cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyển sang những thông tin thời sự khác. Sáng nay ngày 2 tháng 4, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương năm 2020 cho 100 học viên là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý đương chức và quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh. Hai lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương khai giảng vào ngày 15 tháng 12, 2020. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương có 73 học viên và lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương có 27 học viên. Đến nay đã hoàn thành khóa học, hội đủ điều kiện nhận chứng chỉ của Học viện Hành chính Quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể, 12 học viên đạt loại giỏi, 82 học viên xếp loại khá. Ngoài ra, có 7 học viên lớp lãnh đạo cấp sở được nhận giấy khen vì đã đạt thành tích cao trong học tập, tham gia quản lý tốt lớp học. Qua lớp bồi dưỡng đã giúp mỗi học viên nắm bắt được những kiến thức chung và kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, để từ đó đem kiến thức lĩnh hội được áp dụng vào thực tế, để lãnh đạo quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn một cách hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phục vụ tốt nhân dân trong tình hình mới. Công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được đánh giá có vai trò quan trọng hàng đầu đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, giúp những người ngồi sau tay lái có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ tình huống khi tham gia giao thông. Vậy thời gian qua, các trung tâm dạy nghề đã chú trọng thực hiện công tác này ra sao? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là học viên tham gia khóa đào tạo và sát hạch lái xe tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bá Thiên, thành phố Bảo Lộc, anh Đoàn Nhân Lực cảm nhận được sự tận tình của cán bộ giáo viên nơi đây. Có được kết quả này chính là nhờ nhiều năm qua việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, thay mới phương tiện luôn được đơn vị quan tâm. Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, đào tạo và bố trí giáo viên dạy lái xe đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đào tạo lái xe, nên chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo, tạo được uy tín đối với người học. Đối với là một viên như em thì em thấy khi vào trung tâm thì em thấy mình rất là thoải mái, được các thầy hướng dẫn rất là tận tình. Từ một người chưa biết gì về xe thì em có thể tự tin chạy xe, cơ bản là tự tin chạy được ạ. Ngoài ra thì em còn có thể biết một số về vấn đề về xe, sửa chữa cơ bản về xe. Và sau khi mà kết thúc khóa học thì em thấy mình rất là tự tin, tự có thể chạy được ngoài đường, có thể hiểu rõ hơn về xe. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 5 trung tâm đào tạo sát hạch lái xe. Để nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh không ngừng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng ngày càng hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Nhiều trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ trong việc đào tạo sát hạch lái xe. Việc thi sát hạch lái xe sẽ được thực hiện giám sát trực tiếp tại phòng thi lý thuyết, các vị trí sân sát hạch trong sa hình. Kỳ thi sát hạch lái xe sẽ được giám sát trực tuyến và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Những thông tin này cũng được truyền song song tới các sở giao thông vận tải địa phương
để kiểm tra, giám sát trực tiếp. Đây là giải pháp quan trọng giúp tăng tính công khai minh bạch và hạn chế tối đa việc gian lận trong thi cử. Về công tác đào tạo, thì trung tâm cũng thường xuyên tiến hành thay đổi những cái xe cũ, thay thế những cái xe mới đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên cũng thường xuyên đưa đi tập huấn các cái lớp nghiệp vụ nâng cao của Tổng cục Đường bộ cũng như là của Sở Giao thông Vận tải yêu cầu. Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta là phải đảm bảo được cái quy trình, đảm bảo được quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cái lĩnh vực này, bởi vì đây là một cái lĩnh vực hết sức là nhạy cảm. Và cái việc thực hiện của các cơ quan đơn vị thì cũng đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu của người dân. Ngoài ra, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe còn dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề đạo đức người lái xe, có nội quy riêng dành cho giáo viên và học viên, thường xuyên theo dõi sát sao quá trình giảng dạy, đảm bảo dạy đủ số giờ học, có sổ theo dõi học viên, kiểm tra đánh giá chất lượng sau mỗi buổi học, gắn trách nhiệm của giáo viên với lớp học. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị thêm một số kiến thức về bảo trì cũng như sửa chữa xe khi gặp những sự cố thông thường. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, giáo dục đạo đức, giúp người lái xe biết tôn trọng và chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi cầm vô lăng. Do đó là hiện nay học viên đăng ký học của Thiên Phúc Đức là rất là nhiều. Là vì chất lượng đào tạo đã được củng cố ngay từ đầu, ngay từ khi mà hình thành chương trình đó, là đã nhà trường đã đào tạo một cái lớp giáo viên chính thống thông qua cái mỗi nghề có một đặc thù riêng. Đối với việc dạy lái xe ô tô, mô tô cũng vậy. Việc nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe sẽ có phần giúp cho các học viên vững về chuyên môn, chắc tay lái, từ đó áp dụng trong thực tiễn, góp phần đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác khi tham gia giao thông. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 1 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị can Con Sơ Ha Hôn, thường trú tại thôn Đạ Trò, xã Đạ Nhiêm, về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Dương, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, bị can Con Sơ Ha Hôn tuy đã biết cắt cây thông ba lá tại vị trí lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 132, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý, thuộc địa giới hành chính của xã Đà Sa, là không được phép khai thác. Nhưng bị can vẫn sử dụng cưa máy cầm tay để cưa hạ 6 cây thông ba lá với tổng khối lượng 13,61 mét khối. Sau đó bị can đã cắt thành lóng, xẻ thành 8 ván đà để làm nhà và đã làm được một căn nhà gỗ tại vị trí bị can đã cưa hạ. Quá trình điều tra truy tố, bị can đã thành khẩn khai báo, tạm nộp 5 triệu đồng để bồi thường một phần thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra. Đồng thời, bị can lần đầu phạm tội, hành vi phạm tội của bị can thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương đã tuyên phạt bị can 18 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, bị can phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại về lâm sản là 35.779.570 đồng. Nội dung chính trong phần tin trong nước. Đến thời điểm này, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn tiếp tục tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1 năm 2021. Mới đây, Cục Hàng không đã đề xuất triển khai các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ khôi phục các chuyến bay trọn gói combo với khách hàng là công dân Việt Nam. Các chuyến bay này có chi phí trọn gói gồm vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, khách sạn, cách ly, ăn trong 15 ngày. Giai đoạn 2 sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam có cách ly sau khi nhập cảnh, không yêu cầu hành khách phải có chứng nhận xét nghiệm COVID-19. Dự kiến triển khai từ tháng 7. Giai đoạn 3 sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách Việt Nam, không yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Dự kiến thực hiện từ tháng 9 tới.
Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, vừa qua các nhà xuất bản được phép phát hành sách giáo khoa đã thực hiện kê khai giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới về Bộ Tài chính và theo giá đăng ký hai bộ sách giáo khoa mới vẫn cao hơn so với bộ cũ. Các nhà xuất bản đã kê khai lại 3 lần giá sách giáo khoa, trong đó điều chỉnh giá giảm từ 3,3 đến 9% đối với sách lớp 2 và 2,4 đến 9% đối với sách lớp 6. Tuy nhiên về số học, giá hai bộ sách giáo khoa mới vẫn cao hơn so với bộ cũ. Theo Bộ Tài chính, do thực hiện xã hội hóa nên một số chi phí như chi phí bản thảo, chi phí nhuận bút lần đầu không được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Vì vậy, việc so sánh giá sách cũ với sách mới chưa thực sự tương đồng. Do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1 năm 2021, đến thời điểm này, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn tiếp tục tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,2%, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch COVID-19 tuy đã cơ bản được khống chế ở Việt Nam, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải. Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Số người đến khai báo để nhận trợ cấp thất nghiệp cũng tăng đột biến. Cái khoảng thời gian này thì số lượng người lao động đến làm trợ cấp thất nghiệp nó đông so với cả khoảng thời gian trong năm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các công ty người ta cắt giảm nhân sự cũng nhiều. Nên là số lượng có tăng khoảng 20-30%. Tôi cũng đã tuyên truyền và tổ chức các hình thức tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận thủ tục thông qua hình thức gián tiếp như là email, bưu điện để làm sao hỗ trợ giải quyết được người lao động được nhiều nhất. Để kịp tiến độ trả thủ tục cho người đăng ký hồ sơ thất nghiệp, hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã triển khai việc khai báo hồ sơ online và tiến hành trả kết quả qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian và tránh tập trung đông người. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay: cần sớm xử lý ô nhiễm, đóng cửa và di dời bãi rác tập trung tại thôn Pờ Ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phú Hội và các hộ dân sinh sống xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, trên địa bàn Lâm Đồng đã có nhiều điểm ô nhiễm môi trường do những bãi rác thải tập trung gây ra đã ảnh hưởng xấu đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực lân cận. Riêng tại bãi rác thải tập trung thôn Pờ Ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đã kéo dài nhiều năm qua, gây bức xúc trong người dân địa phương nhưng vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Đứng cách xa khoảng 1 km, nhưng chúng tôi đã ngửi thấy mùi hôi của bãi rác thải tập trung thôn Pờ Ré, xã Phú Hội. Làn khói đen đục cộng với bụi bẩn mù mịt đã tạo nên một khối lượng không khí hôi thối và ngột ngạt. Giữa trưa nóng bức, nhưng những người dân canh tác nông nghiệp gần khu vực bãi rác vẫn phải đeo những lớp khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ dày dặn. Cái này nó tồn tại rất là lâu rồi mà nó ảnh hưởng tới bà con rất là nhiều. Nhất là nó khói bụi rồi xe cộ hôi thối rất là khủng khiếp, nhất là đốt khói. Mà bà con đấy kiến nghị nên trên các cấp là rất nhiều nhưng mà nó vẫn tồn tại à. Mà một ngày gần đây nữa là càng ngày càng khói dữ dội luôn. Với diện tích 3,6 hecta, bãi rác Ré, xã Phú Hội bắt đầu hoạt động từ năm 2000. Đây là nơi tập trung xử lý rác thải sinh hoạt thu gom của huyện Đức Trọng, bao gồm thị trấn Liên Nghĩa cùng các xã dọc theo quốc lộ. Trung bình hiện nay nơi đây tiếp nhận và xử lý từ 80 đến 100 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Bãi rác Ré thiết kế dạng lộ thiên, không có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường. Công nghệ xử lý rác áp dụng tại bãi rác là chôn lấp liên tục theo thời gian. Kết cấu bãi rác không có các lớp cách ly, không có hệ thống thu gom nước thải từ rác và hệ thống xử lý nước thải. Bãi rác cũng không có hệ thống xử lý kỹ thuật như đường giao thông, đê chắn bãi, không có lớp phủ trung gian giữa các lớp rác và không có lớp ngăn cách đáy. Vì vậy đã gây ra ô nhiễm trầm trọng trong khu vực. Ô nhiễm môi trường bãi rác này nói chung là trong vườn bà con chịu không nổi luôn, làm màu làm đồ này kia là nói chung là nước phi thải kia
là nó đủ hết trong màu này kia, thấy không? Màu đâu có được cái gì đâu. Và hơn nữa là cứ nói là chuyện năm nay là qua năm nọ, không chuyện được, mà cứ là khoan giếng rồi ủi mặt bằng này kia, nói là trồng cây xanh cây đù, là nói chung bà con là nói chung là bà con thiệt thòi, cái gì cái không được, nước uống cũng không được luôn, nước sinh hoạt cũng không được, cho nên là nó khoan trên kia đầu nguồn kia là, cho nên là nước là nó phun ra là nói chung là ô nhiễm môi trường, là bà con mình rất như là sức khỏe của mình. Không những vậy, mùi hôi từ rác phát tán ra không khí cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phú Hội và các hộ dân sinh sống xung quanh. Vào mùa mưa hoặc những khi mưa lớn, nước rỉ rác không được thu gom xử lý nên chảy tràn trên mặt đất. Một số diện tích cây trồng cũng không phát triển được do nước tưới bị ô nhiễm nặng nề. Tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác tập trung ở thôn Ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đã được nhân dân phản ánh nhiều lần lên các cơ quan chức năng, và các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nhiều lần lên tiếng. Mong muốn của nhân dân nơi đây là bãi rác sớm được xử lý ô nhiễm, đóng cửa và di dời. Nhưng vì sao đến nay vẫn chưa thể thực hiện được? Chúng tôi xin chuyển câu hỏi này đến Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và các ngành chức năng liên quan để có hướng xử lý triệt để vấn nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.